Xin chào các khán giả của Lớp Chấm VN. Theo mình nghĩ các ca sĩ thường hay tham gia rất là nhiều các game show. Mình nghĩ điều đó cũng là một điều rất là mới mẻ, rất là hay. Tại vì có thể là bình thường thì chuyên môn của Quỳnh cũng như là các anh chị là chỉ có ca hát thôi. Nhưng mà khi mà tham gia trong các game show khác thì có thể luyện tập và thử sức để mà thực hiện những bài thi về những cái khả năng khác. Thì Quỳnh nghĩ điều đó cũng rất là hay. Mình đã thấy đó là một điều rất là tốt, rất là có lợi và rất là vui, tại vì là đó như là một cầu nối giữa khán giả với nghệ sĩ, và qua những chương trình như vậy thì tất cả những vị khán giả có thể thấy được một hình ảnh chân thật nhất về những người nghệ sĩ. Khánh Chi thì Khánh Chi cảm thấy rất là vui khi mà hiện tại trong giới showbiz cũng như là giới truyền thông của Việt Nam đã có rất là nhiều game show, và chính những game show này cũng sẽ đem đến những cái cảm giác rất là thoải mái, thú vị và thậm chí là kết nối được với gia đình, tất cả giữa tất cả khán giả nếu như chúng ta sau một ngày làm việc căng thẳng. Chính vì vậy mà Khánh Chi nghĩ rằng đây cũng là một cái cầu nối rất là hợp lý và tốt cho tất cả những cái người nghệ sĩ, họ được phép thể hiện mình trên truyền hình và để khán giả có thể gợi nhớ lại họ, cũng như là khán giả sẽ được biết đến họ nhiều hơn ở trong những game show cũng như là tài năng chân chính của họ. Nghĩ về khía cạnh tiêu cực, hãy nghĩ về khía cạnh tích cực. Khi một người nghệ sĩ họ tham gia tất cả các game show đều mang đến những niềm giải trí cho tất cả các khán giả, và họ cũng đã bỏ ra rất nhiều mồ hôi công sức lẫn mồ hôi nước mắt, và thực sự là có cả máu trong đó nữa. Hôm nay thì mọi người cứ nghĩ rằng là các nghệ sĩ, các ca sĩ tham gia các game show chủ yếu để PR hình ảnh của mình, nhưng đó chỉ là một bề nổi mà thôi. Nếu như các bạn, những quý khán giả hãy nhìn sâu vào hơn nữa thì quý vị khán giả sẽ thấy được là sự khổ luyện và tập luyện của các nghệ sĩ đến với những cái sở đoản của các nghệ sĩ, thì quý vị sẽ thấy rằng là những giọt mồ hôi, những giọt nước mắt có thể đổ máu trên sàn diễn, thì khi đó quý vị sẽ cảm nhận được nỗ lực lao động nghệ thuật của các nghệ sĩ như thế nào. Mỗi người có một cái sở thích riêng, và khi họ tham gia những cái đó, nếu mà chỉ để PR thôi thì chắc chắn họ không thể tiến xa được, mà họ phải có một cái sự đam mê thật sự thì họ mới có thể làm được chuyện đó. Tôi nghĩ rằng sẽ có rất là nhiều con đường để tìm đến một cái mẫu số chung, đó là sự thành công. Có người thì họ học hành và họ ra băng đĩa, họ tìm đến những nhà sản xuất, và có những người họ tìm thấy mình qua những cuộc thi, hoặc có những người thi rất nhiều lần rồi cuối cùng cũng mới đậu. Thì tôi nghĩ rằng là khó có thể nói rằng cái gì đúng và cái gì sai. Có thể cái này đúng với người này nhưng mà lại sai với người khác. Thế nên là nếu mà hỏi tôi câu này có lẽ tôi không thể bình luận được. Vì bản thân tôi cũng đã từng đi thi hát, và cũng phải đến lần thứ hai tôi mới có cơ hội tỏa sáng trong cái cuộc thi ấy. Trên Khánh Chi thì Khánh Chi nghĩ rằng game show truyền hình chính là một cầu nối rất là thuận tiện và rất là tốt để cho tất cả những người nghệ sĩ có thể hướng đến ngành của mình tới khán giả một cách nhanh nhất. Chúng ta không thể nói nó là một cách PR hiệu quả hay không, nó sẽ là có thể là con dao hai lưỡi, nhưng mà nếu như tất cả những người nghệ sĩ chúng ta cố gắng làm việc một cách hiệu quả hơn và hòa mình hơn và tâm lý luôn thoải mái với các game show thì chắc chắn chúng ta sẽ được đón nhận nhiều hơn với thành quả của mình đã cố gắng. Để nói là một cái game show để PR tên tuổi thì đó là một cái lợi show hình ảnh của mình đến với khán giả nhiều hơn qua những tuần trực tiếp trên truyền hình. Nhưng để khám phá và vượt qua chính mình thì đó là một cái mà Thắng đánh giá cao hơn, cái là cái PR hình ảnh, vì một sở đoản mà để thuyết phục mọi người chấp nhận mình và cổ vũ cho mình thì đó mới là điều quan trọng. Cái sự thành công nó giống như trái ngọt ở trên cây ấy. Sẽ có rất là nhiều cách để mà tìm lên và trèo hái cái trái cho mình và chọn đúng trái ngon cho mình, và để mà có được cái trái ngọt ấy cũng còn phải biết đợi nữa, và đấy là cái điều quan trọng nhất.